Vâng nhé, và xin kính chào thưa quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác nhé, đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Hai Audio nhé. Đấy, hôm nay thì em cũng nói thẳng với anh Minh Vũ luôn này, em nói luôn với anh rằng là đối với những sản phẩm này, đấy hôm qua thì em có một cái video em lên cho anh và anh biết, em nghĩ là anh cũng đã xem được cái video của em rồi đúng không? Đó, và thứ hai nữa, đấy, anh cũng không có cái gọi là cái suy nghĩ gì về cái video đấy của em ạ. Đấy là em muốn nói với anh vậy, mà hôm qua em cũng xem cái bình luận ở dưới đây. Có rất là nhiều bác này bảo là anh bán đồ này nó không phải chính xác, anh còn bảo là thế này thế nọ. Này có nghĩa là các ông đi mua hàng các ông phải nhìn thế này thế kia đúng không? Đó, bây giờ em sẽ là nói thẳng luôn cái hàng của anh nhá. Đấy, đây nhá các bác nhá, cái hàng của anh bên kênh anh Minh Vũ nhá, các bác nhìn rõ cái hàng này nhá. Đây là cái quản lý nguồn đây mọi người nhá, mọi người có thể xem này. À, ok chưa? Được chưa? Và em sẽ nói rõ nguồn gốc luôn này. Có nghĩa nói rõ nguồn gốc và nói rõ cái nơi lấy và giá bao nhiêu tiền luôn này các bác này, được chưa ạ? Được chưa ạ? Đó, ở đây nhá, đây là cái quản lý nguồn nha mọi người. Và đây là cái ruột của cái quản lý nguồn bác đang bán. Và kẻ tên JD của em nha. Kẻ tên hãng JD của em nha các bác nha. Đó, ok chưa, kẻ tên hãng JD nha. Đó, và đây là cái mặt của nó nha. Cái mặt của nó đây các bác nha. Đây, em sẽ cho anh em biết luôn cái vấn đề và em hai cũng đã hỏi ở bên kia rồi. Đây mọi người có thể xem này. Ok chưa? Và tí nữa em sẽ cho các bác thêm cái nữa, các bác sẽ biết. Đây ạ. Cái gì em hai nói là chuẩn chỉ chuẩn bài nha. Em hai không làm vớ vẩn bao giờ. Ok chưa? Đây mọi người nhá, cái quản lý nguồn của anh đang bán là cái quản lý nguồn đây này, bác Hân Vũ ở trên Facebook này. Ok chưa, đúng không ạ? Đây là cái mặt cái quản lý nguồn này đúng không? Đó, và ruột đây đúng không các bác? Thì hoàn toàn đây, các bác so đi ạ. Đó, ok chưa, em sẽ lấy cái ruột cho các bác so nhá. Đây. Ok chưa? Đây là cái ruột và cái con quản lý nguồn anh em người ta đang bán ở trên Facebook. Và con hòa này là hoàn toàn không có tên nha mọi người. Hoàn toàn không có tên nha các bác nhá. Đó, ok chưa? Hoàn toàn không có tên. Đây. Nó sẽ không có tên. Đó, ok chưa, không có tên nha. Và đây là cái ruột của nó. Ok chưa các bác? Và đây là cũng là ruột ở trên đây luôn. Nói chung là đây là hàng như vậy các bác nhá. Đó, được chưa các bác? Đây này, con cái app này, đúng không ạ? Cái biến app này. Đây. Đó, ok chưa? Đây là cái app này. Đây là cái biến app này và một số con cản cộng với trước cái con em không biết, đầu tiên em không biết là cái hàng của anh ship được thế nào. Đúng không? Đấy, nhưng anh em cũng yêu cầu anh là anh không được nên kẻ cái tên JD của cửa hàng bên em đang phân phối và bọn em đang phân phối cái hàng mới ở bên Việt Nam này. Đó là cái điều không thể làm được. Đó là em nói thật với anh là như vậy, đúng không ạ? Còn ví dụ như anh cảm thấy anh làm được thì ok, anh cứ làm đi nhá. Đấy, và tiếp theo nữa. Em cũng hỏi luôn này, giá đây này, video nhá. Này em hỏi luôn này. Em hỏi cái bác Hân Vũ luôn này, giá 50 cái giá làm sao anh trai? Ok đúng không ạ? Chào bác. Đấy, nói chung là cái này thì nhập vào thì nó cũng rẻ thôi. Này, đã bao gồm in tên riêng này. Đấy, ổ cắm siêu chặt bảo hành 2 năm, đúng không? Mặt nhôm phải mặt sắt. Có nghĩa là cái này các bác sẽ là được in tên riêng, thích in tên gì thì in, đúng không? Đó, và tiếp theo nữa, đúng không ạ? Em sẽ tìm cho anh luôn cái video của anh. Đây. Là anh tiếp tục là anh bán luôn cả cái này cũng giống như vậy và anh in bằng MUF. Ok chưa? Ok chưa? Em nói thật với anh là em không muốn làm những cái video như thế này, đúng không? Đây. Đó, anh làm lên cái MUF luôn. Anh in tên anh bán sang MUF. Em nói với anh này, em không bao giờ muốn làm lên những cái video như thế này nha. Đấy, nhưng mà thực tế với anh rằng là đối với sản phẩm của JD bên em, hôm qua em đọc được cái comment của anh. Em đọc được cái comment của anh với một bác khách ở dưới đây. Đó, ok chưa? Đây này, thằng Hai Audio đang bảo Minh Vũ bán đồ giả này. Đó, hàng nhái JD bên Hai Audio họ đang nói cho kìa kìa. Đấy, bác lên hẳn nếu chính hãng bác phản ánh xem đúng không? Đó, em còn nói, em nói với anh này, cái này nó là vấn đề nó cực kỳ bé đúng không ạ? Đó, nhưng mà nó thực tế là nó ảnh hưởng đến bọn em. Và thứ hai nữa là có những cái bình luận hôm qua bác đã xóa rồi. Đấy, có bác kia bác bảo là chính hãng này kia bác bảo là đi mua đồ bao nhiêu năm thế này thế nọ thế kia, hôm qua em có đọc được nha, hôm qua em làm video. Đó, ok chứ em vẫn theo dõi cái video của bác đúng không ạ? Và em nói với bác này, đối với những sản phẩm của JD bên em đúng không ạ? Hàng xịn, em nói thẳng luôn, em không cần gì mà em phải tháo nắp. Được chưa? Đó, em không cần gì là em phải là bán theo cái giá hàng của các anh đặt như thế này. Đúng không? Hàng hãng của em có giấy chứng nhận, có giấy công nhận của công ty, có COD, có đầy đủ hết luôn giấy tờ từ bên công ty JD gửi về. Anh hiểu không? Và nó được như nào nhỉ? À, nó được phân phối độc quyền tại Việt Nam anh ạ. Cho nó không phải như cái hàng này, đúng không? Và các bác khách hàng, các bác xem vừa mới nói vậy. Đấy, các anh nhìn xem. Đó, em cũng lên như vậy, nhưng mà em nghĩ rằng là đối với cái video hôm qua nếu như bản thân bên em thì em sẽ là như thế nào nhỉ? Em sẽ gỡ cái video này xuống. Chứ em không bao giờ em để cái video này nữa và em cũng trực tiếp liên hệ với bên kia. Đấy, nhưng mà bác làm như này thì em nói thật với bác rằng là em nghĩ là bác cũng không quan tâm lắm đúng không? Nhưng mà thực tế với bác rằng là em xin lỗi bác.
lên cái video như này đấy, là em chứng minh cho tất cả các bác khách hàng biết nhá. Đây là hàng hóa này, hàng hóa nhá, không bao giờ em bán lộn xộn, đúng không? Em không bao giờ em bán lộn xộn hàng. Và thứ hai nữa này, hàng kẻ tên thì mình nói là hàng kẻ tên, đúng không? Đừng có nói hàng công ty chính hãng, được chưa ạ? Đây ạ, hàng kẻ tên thì mình nói hàng kẻ tên thôi. Đây, nó không có tên các bác nha, nó không có tên bở luôn. Và khi nó về đây đấy, sau khi kẻ tên nó đã biến thành những con quản lý nguồn của GD, được chưa? Đó, nó đã biến thành những con quản lý nguồn của GD nha mọi người, đúng không? Đấy, nên là các bác phải quan, nói chung là em nói thật với anh này, em bán hàng em chỉ chờ người ta vào bóc phốt em thôi. Đấy, em nói thật luôn với anh là như vậy nhá. Còn sản phẩm ở bên em có đầy đủ COD, có đầy đủ giấy tờ, chứng từ và tất cả mọi thứ là đều được là công ty của GD hoàn toàn công nhận anh nhá. Đấy, và được công ty của anh Long, đó, ok cho công ty của anh Long. Và em có giấy ủy quyền đàng hoàng làm nhà phân phối của GD anh nhá, chứ không phải làm những cái hàng như thế này. Đó, nên là anh phải xem xét lại cái video của mình và xem lại cái bản thân của mình như thế nào. Đấy, em nói thật với anh này, em sẽ không bao giờ em làm thêm một cái nào nữa. Còn tự khách hàng người ta sẽ đánh giá thôi nhá. Em chào anh.